Uống đi bạn, bạn uống với tôi đi, hôm nay mùa thu. Bạn ơi, có nhớ, có thương nhau. Còn tối đây vẫn nhớ đến anh bạn hiền. Bây giờ ta vẫn bên nhau. Uống đi bạn, uống đi. Dạ anh chào. Bạn uống với tôi nhé. Nào. Lại kiếm cớ uống rượu đúng không? Làm gì có bạn bè gì mà bày đẹp ra thế này hả? Ôi giời ơi, sống với nhau bao nhiêu năm chả hiểu gì tính chồng. Cứ mỗi mùa thu nó về là người lâng lâng là tôi lại nhớ đến bạn. Thôi, bà mới đến tôi có thằng bạn thân ở Sài Gòn. Thôi, lần nào tôi uống rượu chẳng có nó. Tôi biết rồi, ông thì lắm bạn lắm. Lúc nào cũng viện cớ có bạn nọ bạn kia để đòi uống rượu. Tôi nói cho ông biết nhá, đã hứa với tôi là từ bỏ rượu rồi. Thế mà bày đặt ra thế để được uống rượu nữa hả? Bày đặt đâu em cứ nói thế. Hôm nay em ngồi em uống với bạn anh đi. Không làm nhằn nhá. Sao? Ông hứa với tôi rất nhiều lần rồi mà hôm nay vẫn ngồi uống rượu thế này à? Anh hứa 50 lần với vợ rồi. Đấy. Tôi hứa thế cả. Tôi nói với ông nhá, hôm nay tôi tuyên bố chính thức thế này. Một là ông chọn vợ, hai là ông chọn rượu. Ông chọn gì? Tất nhiên là anh chọn rượu. Hả? Anh nhầm. Chọn gì? Anh chọn vợ. Chọn vợ thì bỏ ngay rượu đi. Đúng rồi, đừng có thằng đàn ông nào nó rốt nhất ở trên đời này nó mới chọn rượu. Vợ phải chọn đầu tiên. Đúng rồi. Bỏ rượu luôn. Rồi sẵn sàng bỏ, nhưng hôm nay em cho anh uống hết chỗ này. Em uống với anh chén. Tôi sẽ uống với ông nhá. Uống xong để bỏ luôn rượu nhớ chưa? Nhất trí. Rồi. Làm gì mà không bỏ nhá. Trên đời này việc gì chả làm được. Cái việc bỏ rượu quá đơn giản. Nào, uống. Uống hết. Đấy, thế, cứ uống thoải mái đi. Anh bỏ rượu vô tư đấy. Nào, uống hết, bỏ rượu. Ừ. À, bạn uống hết. Nào, hết đi, hết thì bỏ. Hết thôi. Hết chưa? Có. Rồi. Bỏ rượu chẳng bao. Ông ơi ra ăn cơm đi, làm gì mà lâu thế? Mày đi toilet thì lâu thế. Làm cái chậu gì mà lâu thế? Dạo này bụng nó khó chịu quá. Cường bây giờ mới bày ra mà cứ loạn hết trở lên. Bây giờ bày mới nóng. Nồng nặc mùi rượu đến thế à? Được không? Có chút rượu nào? Úi dồi, này! Tại sao chưa có lại uống rượu? Hả? Bảo tôi là cai rượu rồi cơ mà. Hả? Anh cai rồi! Cai rồi mà uống anh uống đâu? Tại lúc đấy thằng bạn này nó điện thoại, nó bảo nó nhớ anh quá. Ở ngoài Bắc này trời lạnh, uống hộ nó một chén. Không được sao hết. Chui vào toilet uống rượu. Ngoài toilet ra ông còn giấu rượu đâu nữa hả? Giấu ở đâu? Khai mau, nếu còn khai thì tôi cho thêm uống một chén nữa. Hả? Thế à? Anh khai chỗ anh giấu rượu, em cho anh uống thêm chén. Nào khai đi. Đấy. Hay mày còn giấu rượu chỗ nào nữa? Từ anh uống xong nói. Thôi được rồi, uống đi. Giấu chỗ nào nữa? Hả? Ở cái chỗ bồn hoa kìa. Chúng tôi bồn hoa cũng giấu rượu được à? Ngoài bồn hoa ra còn chỗ nào nữa? Làm gì còn chỗ nào? Có khai không? Khai cho uống thêm chai chén nữa. Cho chén nữa. Hả? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, phí quá, đổ hết rồi, phí quá. Thôi được rồi, lần này để khai trước uống xong. Khai ngay, giấu chỗ nào? Khai trong mới được uống á? Ở dưới gầm giường ở phòng ngủ. Phòng ngủ giấu rượu được à? Thế còn chỗ nào nữa? Chỗ nào nữa? Cho anh chén nữa. Còn chỗ nữa hả? Ôi lại còn giấu chỗ nữa chứ lì. Thôi được rồi. Nào, còn chỗ nào nữa? Uống đã anh nói. Cái lão này chắc cú. Rồi. Giấu rượu chỗ nào nữa?
sau ảnh cưới hai vợ chồng. Nói mãi rồi không bỏ được rượu, cuối cùng vẫn chọn rượu, không chọn vợ đúng không? Ủa quá, anh đã nói rồi, anh ấy chọn vợ mà. Tất cả là tại thằng bạn của anh ấy. Anh đã nói rồi, anh cai rượu rồi. Anh hứa với vợ anh là anh cai rượu rồi. Thế nó bảo là hôm nay ngoài Bắc trời lạnh, ủng hộ cho con chén. Thế là anh ủng hộ, tôi nói cho phải anh uống cho anh đâu. Lại lý do nhá, uống hộ bạn như thế thì cũng đi. À, anh ơi. Đi. Em thấy không? Ờ, ưng hoặc phúc không em? Sao anh căng trong nặng đây ạ? Đúng rồi em, ghi như trên hình em. Rất mới. Xe cúp 81, kim vàng giật lệ, màu sơn xanh, rất hợp với cái áo của em. Đấy, còn cái xinh nhan và cái kim vàng giật lệ này thì rất hợp với dây vàng của em. Đấy, đây, đặc biệt là cái túi, rất giống với màu yên. Đấy, em ưng thì anh sẽ bán đúng giá cho em. Giá... xe này thì bao nhiêu anh? Trên mạng thì anh đang 12 triệu. 12 còn triệu. Nếu em nhiệt tình và xinh gái này thì anh bán cho em 11 triệu 800. Anh lên mặt. Em nhìn thấy cái thế nào ấy, em thấy anh đăng trên mạng ấy. Ảnh đẹp lung linh và long lanh thế. Mà em thấy ngoài đời có vẻ xấu nhỉ? Xấu nhưng mà kết cấu lại đẹp em ạ. Đây nha. Đạp phát nổ ngay. Này. Đấy, em thấy không? Đấy. Đấy, thấy chưa? Anh nói cho em biết nhá, kể cả SH mà không bóp cái tay phanh ấy thì chắc chắn không bao giờ đề được luôn. Đấy, ai nói về độ nhạy, hôm trước anh đi uống rượu về say, quên không tắt cái khóa điện. Đấy, thế là hai con mèo đuổi nhau, nó vờn nhau, nó va một phát vào cái cần khởi động, thế là đổ xình xịch cả đêm luôn. Anh ấy tưởng như là ăn trộm xe của anh nhá. Thế em thấy không? Mua anh bán cho. Cũng được đấy, nhưng mà xe như thế thì anh bán bao nhiêu? Em nhiệt tình mua, anh sẽ bán cho em đúng giá. 11 triệu 800. 11 triệu 800 hả? Ừ. Xe thì cũ mà giá lại có vẻ hơi mới nhỉ. Mà anh đi gần 10 vạn rồi anh bán. Bán bớt đi, em lấy. Thế em giả được bao nhiêu? 3 triệu. 3 triệu không bán được. Xe đi gần 10 vạn rồi. Em mua 3 triệu là giá hơi cao đấy. Thôi 3 triệu anh không bán được, em thông cảm. 3 triệu không bán gì? Bán thì thôi. Em ơi, em ơi, quay lại anh nhá. Giới thiệu khô cửa họng. Ôi, anh. Ui dồi ôi. Này, thế bây giờ ý chú là như nào? Có định lấy con xe của tôi không? Có anh ơi, em chưa bán được cái xe này đứng tuần rời rồi anh ạ. Anh nói thật với chú nhá, riêng con này anh bán lúc nào mà phát ăn ngay. Ủa anh, em rất thích xe của anh rồi. Anh nói với chú nhá, riêng con xe này anh bán bên ngoài anh cực kỳ tiếc. Con xe này zin từ đầu đến cuối luôn mà tầm chú phải đi con này nó mới xong. Xe này biết rồi, giá rất mềm. Thế bác cố giữ cho em. Xe chú nó giả bao nhiêu không bán đi. Vừa ấy đòi nó 11 triệu 800, nó xuống 300 để em quất luôn. Ôi trời ơi. Sao đắt quá à? Ông để này á thì ông mang lên miền rừng ông bán cho hổ. Sao anh rửa rất sạch rất đẹp rồi. Mặt đồng hồ thì ố. Hả? Cơm tơ mét lên mười mấy vạn như này rồi. Tôi hỏi ông mua con này về thì nó bằng mua bố già nghiện rượu về suốt ngày không sửa. Thế là như nào ạ? Bây giờ thế này, ông mang hộ tôi sang cái chỗ góc cái chỗ không chợ ấy, gặp cái thằng Long cải mã nhá, nó mới gạt lại cái đồng hồ cơm tơ mét cho. Con xe này thì gạt lại khoảng 5-6 nghìn cây thôi. Tâm nan vành bánh này các thứ nó phải tắm rửa lại, máy móc độ lại đấy. Máy mà kêu nó sẽ nhồi thêm ít mùn cưa mùn kiếc vào là máy im thít luôn. Thì ông mới bán được. Thôi mang ra làm đi. Sao lại máy móc cái thứ đút mùn cưa với cắt cái này mà bán cho người ta, có khi người ta gọi điện người ta chửi cho mất mặt ấy. Chú mở hãng sản xuất xe đấy à? Không, nhưng mà em... Chú làm đại lý cấp 1 đấy à? Không ạ. Thế tại sao chú phải bảo hành? Nhưng mà... Tiền trao cháu múc mua qua tay thì thôi chứ. Em có thể... Tôi đến nó kiện chú ạ. À? Nó cứ sao sao, mình lừa người ta đấy không được. Sao cứ giữ đấy con này, người tình trăm năm đấy, giữ đi đi. Tôi nói ông nghe nhá, riêng con xe tôi để dành ông đúng 2 ngày đấy. Bác giữ cho em nhá, để bây giờ em ra đếm sửa luôn. Đấy, anh nói thật con này quá mềm luôn đấy. Chưa bao giờ được con xe đẹp như thế này. Hiện thật luôn. Nhớ giữ xe cho em đấy. Được rồi, ông cứ làm cho im lên xong rồi ông làm cho thật sạch thật đẹp vào. Cứ hỏi Long cải mã đúng không? Thì phải, thằng Long cải mã ấy. Đạp cái nổ ngay này. Nổ khói thế kìa. Vâng, khỏe không anh? Chưa bán được xe hả anh? Diện hết nhỉ, chưa. Mà ông buồn cười thật đấy. Dạ. Tôi hẹn ông 2 ngày mà ông lặn không sủi tăm hơn chục ngày đây rồi. À,
Em về... Bán chưa? Bán xe chưa? Chưa, em không bán nữa anh ạ. Xe sao không bán nữa? Dạ, xe em mới tinh có nghìn cây lan hoa sáng choang, em bán làm gì? Nghìn cây? Tôi còn dạy ông cái trò đấy. Mười mấy vạn thì gạt lại. Ê, đùa thôi, em bán rồi. Bán rồi à? Vâng. Bán rồi, số tiền đi. Em mua xe khác rồi. Okay. Mua xe nào? Em mua... Không lấy xe của anh ạ? À? Không vậy ạ. Tại sao? Này, anh ơi. Anh cũng nhận được rất nổi tiếng. Ừ. Đi xuống chỗ chợ ai à, biết anh. Đúng rồi. Em bảo này, cái đồng hồ SH của anh ấy ừ. thì nó là đồng hồ kép. Đúng rồi. Chỗ thằng Long cải mã không làm được. Thằng Long làm sao được? Ừ, thì anh sang chỗ Thắng Mẩu đúng không? Kể cho em hết rồi. Em cảm ơn anh. Đã bày cho em cách. Cái này là cái ban thờ. Đúng rồi. Tí em ngậm vào con này thì em chết. Anh ơi, anh mang lên rừng mà bán cho hổ. Thế là mình dạy nó à? Thế là mình ngu à? Đây, đây đây em mời đạo diễn. Thôi thôi, đấy. Đấy, đạo diễn bình tĩnh nhá. Nhìn thấy cái bối cảnh này đừng có sững sờ mà lại ngã lăn quay rồi chết dở đấy. Em mời đạo diễn ngắm thử cho em cái đấy. Hoành phi câu đối nó phải thế này mới gọi là hoành phi câu đối chứ đi. Thì chuyện này chỉ cần thay cái bát hương vâng. Đảo đi một tí mẹ thay cái ảnh là ra. Dạ vâng rồi. Chỉ cần đổi từ bát to sang bát nhỏ nó là một bối cảnh khác rồi. Đây đạo diễn nhìn cho em cái này. Thấy không? Đây này. Cái này nhá. Em nói với đạo diễn này, nó bằng vảy rồng nhưng chứ không phải đùa. Quá tôi có mắt. À vâng. Cậu có thể bơn bớt cái mồm đi được không? Trời ơi, bớt là bớt thế nào? Em nói với đạo diễn nhá. Riêng ở cái bối cảnh này đấy nhá, đạo diễn có thể ăn nguyên một bộ phim mà nha. Nhưng mà nói thật với cả anh ấy còn riêng cái bối cảnh nên là anh nhà đớp đẩy lên nhìn. Cậu có muốn cộng tác với tôi được không đấy? Em không cộng tác với anh thì cộng tác với ai? Thế thì vậy thì từ nay trở đi bớt cái mồm đi, hiểu chưa? Mà làm việc với tôi ấy, nhá, nguyên tắc im lặng là vàng hả? Cậu liên na liên thiên, cậu giỏi, cậu làm đạo diễn đi. Ơi thì anh cứ đùa em. Em mà làm đạo diễn thì em đi theo anh làm cái gì? Em mà làm đạo diễn thì anh chỉ đi theo phục vụ em mà. Cái mà im lặng là vàng nhá. Bây giờ là lúc cậu cần phải nói này. Nói về cái chuyện mình sẽ thuê bao nhiêu. Vâng. Góc này là mình có thể ăn được. Cái chỗ phản kia là kê lại nhá. Vâng, vâng. Ra nhà khác đúng không? Vâng. Máy quay sang đây cái đã là nhà khác rồi. Dạ vâng, đương nhiên. Hất cái ra sân cái là rất là đẹp. Dạ vâng. Tôi đồng ý chỗ này. Bây giờ cái việc của cậu là làm việc với chủ nhà nhá. Em nói thật với anh nhá, riêng cái góc này nhá là anh đã ăn được mười mấy phân đoạn rồi. Đấy, xong ăn cái toàn vào đây nữa phải được mười mấy phân đoạn. Bên này nó coi như hết bộ phim còn gì nữa. Này 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 này, thôi cậu làm đạo diễn nhá. À, không hả? À, ý tưởng của em là như vậy chứ còn tất cả là phải xin ý kiến anh đồng ý. Ý em nói là cái bối cảnh nó đẹp quá, em không thể nào không im lặng là vàng. Gọi chủ nhà ra làm việc đi. Này, chủ nhà đâu? Chủ nhà đâu? Ok, thế cậu không biết mở cái mồm ra? Nói, chủ nhà đâu? Thì anh bảo là im lặng là vàng thì em thế nào? Im lặng là lúc này là lúc cần nói, cậu phải nói, cậu chói chủ nhà lại. Ôi dồi, về phần chủ nhà là anh yên tâm. Em nói thật với anh nhé, cái bối cảnh này là em đã làm việc với bác ấy từ hôm... Làm sao? Càng giá thấp, càng tốt. Hả? Phim chúng ta là phim dài tập. Vâng, ông, nó phải thế thì em mới bảo là riêng cái bối cảnh này là anh đớp đẫy gì đấy. Này, thôi không phải nói chuyện đấy. Cái chỗ đấy lại cần phải im lặng. Nhá, cái chuyện tôi đớp là cậu phải im lặng. Còn cái chuyện cậu có được đớp hay không ấy, là cái vấn đề cậu mặc cả với chủ nhà này. Càng thấp càng tốt. Ok? Tức là bớt xuống nữa. Nó gọi là đau xuống đấy. Ôi dồi. Đau nhá. Cái miếng bánh nó bằng từng này, anh đớp gần hết rồi thì anh cho em có một mẩu đây. Anh lại bảo là em đớp vào đấy thì đớp vào đâu? Dựa vào dân, gọi chủ nhà ra, mau. Ông chủ đâu nhở? Đây, có vấn đề gì đấy à, hai bác? Dạ vâng, chào bác ạ. Mời bác ra mời. Giới thiệu với cả bác nội. Vâng. Đây là đạo diễn Lê Hồng Giang. Dạ vâng. Chào. Biệt danh là Giang Còi. Vâng. Vâng, anh Giang thì nói thật với bác là anh đã làm rất nhiều phim.
từ phim kiếm hiệp, phim tình cảm, phim tâm lý, phim hành động, rồi là phim ma, nhưng mà chưa phim nào thành công. Ý trong nó là sắp phát sóng. Phim ma thì chưa thành công, chưa phát thôi, chứ còn cái phim hành động thì phải nói là chỉ thua Mỹ một cái là nó không thật thôi. Làm thật là như giả mà làm giả như thật luôn. Đấy, còn phim tình cảm thì hôn nhau đắm đuối, tình yêu sét đánh rồi tất cả các thứ đó. Bớt. Nói về cái nhà. Ôi dồi. Nói về cái nhà. Cái nhà này còn bớt nữa. À không, bớt cái mồm đi. À vâng ạ. À, thế này chú nội ạ. Anh Giang ấy thì anh rất ghét cái nhà này. Bởi vì cái nhà này như cháu đã trình bày với chú ấy, là chúng cháu đang làm một cái phim dài tập. Nó tầm cỡ khoảng độ từ 200 đến 300 tập. Nếu như mà đẹp thì có thể làm đến 1000 tập. Đấy. Mà cái nhà này có thể phục vụ cho bọn cháu trong cái bộ phim này ấy, thì nói thật là có thể đến 990 tập. Đấy, mà riêng đạo diễn Giang là đã ghét cái nhà này lắm rồi. Về riêng cái nhà này ấy, thì ông đạo diễn thì ông ấy đớp mà... Đớp cái gì? À, tức là đớp được nhiều góc cảnh, góc nghĩa máy là ăn được những cái cảnh vâng. Từng góc ý là ăn cảnh mà đặc thù chứ là cái này, nhà này là nhà cổ đấy chú ạ, mà cái nhà này mà có cảnh phóng hỏa anh nhỉ. Ui giời ơi, em nói anh phóng hỏa tuyệt vời luôn, riêng cái gỗ nó cháy thì cứ gọi là tưng bừng. Em nói không, em chưa đi chưa thấy một cái nhà nào cũng đẹp như cái nhà này, riêng phải đốt phóng hỏa tuyệt vời luôn anh nhỉ. Đâu cảnh mới sáng ra mà với các anh vào đây vâng xin quay phim mà đốt nhà như thế nào, sáng ra đã cháy mới đốt được gì. Cái này thì không quay quắt gì cả. Mời các anh cút. Em đốt thật mà, không phải làm giả đâu, mà đốt cháy hùng luôn, chắc chắn trăm luôn. Vâng, quay quắt gì, mời các anh ra khỏi nhà tôi ngay. Không tôi thả chó ra bây giờ. Cút ra ngay. Bố láo mù tiếp, nhà người ta mấy trăm năm nay rồi vào đây đốt mới cháy, vừa va vừa vặn. Ôi trời ơi. Tao đã bảo rồi. Ôi. Ôi mày họ lại. Họ. Ôi trời ơi. Này. Ấy. Tôi nói cho cậu biết nhá. Hôm nay con vợ thằng Luyện mà nó không ở cữ nhá. Chưa đến cái loại mặt cậu. Cái mồm nó bảo bớt đi. Dựng cẩn thận nhá. Cái xe của tôi không phải xe của cậu đâu. Dựng cho êm ái nhẹ nhàng. Nó có đế cao su kia mà. Em nói anh một lần cuối cùng nhá. Anh là người có tiền có của. Anh đớp bao nhiêu với bối cảnh rồi mà anh mua cái xe làm sao? Vừa to vừa nặng mà lúc cần thì lại không nổ được. Hả? Cái gì? Chết máy là do hết tiền chưa đổ xăng đấy. Úi giời. Bây giờ cái loại cậu cầm và hỏng cả xe của người ta đi. Dạ, nghèo giờ khổ, đớp bao nhiêu bối cảnh thì tiền thì để đầy tủ thôi mà không bỏ ra. Đi quay lại mà tìm tôi cái mũ đi. Tôi hỏi cậu không có mũ làm sao ra đạo diễn? Đạo diễn nó phải có mũ. Bây giờ em quay lại em sợ chó nó đuổi lắm. Em mệt lắm rồi. Tại cái mồm cậu ấy. Cậu ngồi đây. Còn thích cộng tác với tôi nữa không? Em không cộng tác với anh thì ai người ta mời em. Mà anh không cho em cộng tác thì chả có ai làm việc với anh đâu. Ok kìa này. Có muốn nuôi vợ con không? Tất nhiên là có ra không? Đi theo anh. Thứ nhất là phải giảm giá của tất cả nhà dân xuống. Thứ hai im lặng là... Vâng. Rồi giờ này chưa cơm nước còn điện gì nữa. Anh Giang nghe đây. Tôi lạy ông. Tôi bảo ông điều cho tôi một thằng người. Nó có ngu thì nó đừng ngu như cái thằng đấy nữa, hiểu chưa? Ông bài ngu ấy. Tao bảo mày đấy. Tôi nào có yêu cầu trình độ chuyên môn bằng cấp đại học gì đâu. Từ sáng đến giờ tôi chỉ yêu cầu nó mỗi một cái nó im lặng. Mà nó không làm được. Hả? Thế bây giờ còn mấy chục tập phim của tôi nó theo làm sao được nữa. Kệ mày. Tao không biết. Chọn cho tao một thằng khác. Im mồm. Mày chọn cho tao thằng khác. Im mồm. Đấy mày nghe tao nói chưa? Nó lại trực nói rồi đấy. Nó cứ xen ngang vào học người ta như bố người ta ấy. Ai mà chịu được. Mày về thay thằng khác đi. Mày muốn thay ba thằng cũng được, nhưng không phải cái thằng này. Có thế thì... Thôi đi về. Mai tôi cũng không cần đến ông nữa. Tôi cũng cố chịu từ giờ đến chiều. Cái gì? Mày chỉ cái đường à? Chó gì à? Hả? Cái gì? Cái xe của vợ tao đâu? Ui chết rồi. Cái xe của vợ tao đâu?
Có thằng ăn cắp rồi á? Ôi trời ơi, chết rồi. Hôm nay tao về thì con yêu tinh nó xé xác tao ra. Trời ơi. Ôi, nó chạy đường nào rồi? Bảo im lặng là vàng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.